Xin chào các bạn đã đến kênh video Thành Đạt. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ các bạn về cách cài driver của dòng máy của Ford C5210 không ạ. Các bạn vô lòng bỏ đĩa vào hoặc lên trên mạng gõ Epson.com để mà tải driver của phần mềm này về ha. Đó là lưu ý các bạn, một cái lưu ý là cái cho sự system các bạn. Các bạn vô lòng khi mà các bạn tải trên mạng về, các bạn vô lòng chọn đúng disk cho mình và win ha. Thì đối với này thì mình sẽ tải cái phần combo về để mình cài driver và GP và wifi luôn. Thế tải về mình sẽ chạy net thôi. Mình sẽ viết tiếp tục. Trước hết thì các bạn Win 10 thì các bạn vào setting để mình xem thử cái máy in đã kết nối được với cái máy tính mình chưa ha. Vào driver printer thôi. Rồi, mấy anh mình đã kết nối được máy tính mình rồi. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ escape thôi. Mình sẽ cài một cái đó là Epson driver thôi các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục next để mình chạy. Đây, nó hiển thị cho bạn các hai cái ha. Một cái wireless connect và một cái là GP connect ha. Thì đối với này thì mình sẽ chọn GP, mình sẽ chọn là Wi-Fi để mình cài đặt, mình sẽ chọn Net tiếp tục. Ở đây nó hiển thị cho các bạn hai cái, các bạn có thể chọn Setup Printer, có nghĩa là Setup lần đầu tiên các bạn. Thì đối với này thì mình sẽ chọn Advanced để mình nhập IP cho nhanh các bạn. Thì đối với này nhập IP thì các bạn có thể, nếu khi mà cài thì các bạn có thể ở trên cái in của mình đã khi các bạn có một cái menu như này, các bạn vào Wi-Fi đấy các bạn, để mình nhập cái IP của mình vào cho tìm kiếm rất là nhanh các bạn. Mình sẽ OK. Ở đây nó có một cái là kết nối từ điện thoại, tí mình sẽ hỗ trợ các bạn sau ha. Ở đây mình sẽ hỗ trợ các bạn trên máy tính, thì mình sẽ vào bộ định tuyến các bạn ạ. Và các bạn khi mà các bạn kết nối được với Wi-Fi của mình cái Thành Đạt này thì các bạn sẽ tìm được cái địa chỉ IP ha. Ở đây nó sẽ có là địa chỉ IP là 192.168.1.43. Các bạn chỉ cần gõ vô là xong thôi. Rồi mình sẽ tiếp tục mình chỉ net tiếp tục ha. Rồi, mình chỉ qua đây mình sẽ xem lại. Nó đã nhận cho mình rất là nhanh các bạn. Khi các bạn nhập IP thì các bạn nó sẽ tìm kiếm rất là nhanh đúng không này. Đó là cái option copy 1 của mình, đó là cái wifi này các bạn. Mình sẽ xem thử nó đã nhận chưa ha. Rồi, đã nhận. Thì mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn về cách sử dụng của dòng máy này. Thì các bạn ở đây có hai cái, một là các bạn sử dụng phần mềm trên máy tính, hai là các bạn sử dụng trực tiếp trên menu của máy in luôn. Thì thực sự là mình nói là trực tiếp trên menu máy in rất là dễ dàng hơn, thao tác hơn ha. Thì đối với này thì bên này Martinai cũng có hai tab, đó là tab Not Shape và tab Head Cleaning. Cái lệnh No Shape là lệnh test bản mã màu, còn lệnh Head Cleaning là lệnh quét lại màu khi các bạn in bị sọc hoặc bị sai màu các bạn. Thì về cái tab in, tab main chính ở đây các bạn lưu ý cho mình ha. Ở đây cái chỗ bên góc phía bên trái của mình nó có rất là nhiều chế độ cho mình ha. Ở đây nó có một cái double mình, đó là hard slide, đây là in đảo hai mặt. Các bạn khi mà các bạn muốn in hai mặt thì các bạn có thể kích vào chọn hình này để tự động in hai mặt cho các bạn. Còn về các bạn muốn in hình ảnh và chọn set khổ giấy và chọn khay để các bạn in thì paper fix đây là khay trên, nó dành cho in hình ảnh với định lượng giấy là dày từ 256 đến xuống mà. Còn khay dưới này nó dành cho đảo mặt. Về cái loại giấy ở khay dưới này nó sẽ dành cho các bạn in từ định lượng 210 đến xuống thôi ha. Thì ở đây mình sẽ test định lượng khay dưới này và double size này. Các bạn có thể chọn khổ giấy từ khổ giấy A4 đến xuống các bạn. Về paper size thì các bạn có thể chọn nhiều chế độ in cho mình. Paper blend, paper là dành chế độ in văn bản, các bạn in nhanh. Còn về các bạn muốn in hình ảnh thì các bạn có thể chọn là print paper matte hoặc là glossy thì nó sẽ in chậm lại và hình ảnh nó sẽ OK hơn ha.
sẽ tự động. Còn quality này thì các bạn có thể chọn là standard hoặc high. High là chế độ in chậm hơn và đẹp hơn các bạn. Còn nếu các bạn muốn in trắng đen thì các bạn chọn grayscale. Còn nếu các bạn muốn màu thì các bạn chọn color là được rồi. Rồi. Nếu các bạn thắc mắc gì cứ gọi lên hỗ trợ kỹ thuật, người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn về vấn đề mà thắc mắc cho các bạn ha. Các bạn có thể gọi vào số 0918918251. Cảm ơn các bạn. Nó bị